sẽ hoàn thành xong món bánh trôi các bạn ạ. Bánh trôi của mình. Ở đây là lần đầu tiên mà mình làm nên là bánh rất là đẹp. Cảm ơn các bạn nhé. Mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Mọi người nhá, nên mình sẽ làm món bánh trôi nhá, bánh trôi ngũ sắc nhá, có màu vàng, màu tím, màu cam, màu xanh và màu trắng nhá. Nhân của nó là đường và có cả vừng nữa để rắc bên trên các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị lặn nhá các bạn nhá, lặn bánh trôi. Ngày 3 tháng 3 này thì thường là các bạn đi làm bánh trôi để thắp hương ngày 3 tháng 3. Đây là bột mình đã nhào sẵn rồi nhé. Bây giờ mình chỉ lặn thôi. Bánh trôi ngũ sắc. Bây giờ mình bắt đầu lặn nhé các bạn nhé. Lặn để hình bánh trôi để cho nó thank you.
đường vào bột mà nặn thành hình tròn đấy đâu. Tiếp màu cam các bạn nhé. Trong lúc này mình đã nặn được màu vàng. Màu vàng. Còn cái chồi của mình không trồng đấy. Lấy một cái cam các bạn. Rất là thích. Tuy nhiên các bạn được trải nghiệm ấy. Các bạn mình đã lặn xong bánh trôi rồi nhá. Bây giờ mình đã bắt đầu đun nước để làm bánh trôi này. Đợi cho nước sôi mình sẽ thả bánh vào. Nước sôi rồi các bạn nhé, bây giờ mình bắt đầu cho bánh vào nhé. Trôi nó nổi lên trên là bánh nó chín nhé các bạn nhé. We'll be right back.
Chan nước bột sắn dây vào nhé các bạn nhé, bột sắn dây đó. Chan nước bột sắn dây vào. Chan sau lớp bột sắn dây nhé. Và cái bước cuối cùng của mình là mình sẽ rắc gừng.